lốt nâu và muối mềm thật. Còn cái chai thứ hai này thì trị thứ nhất là bị lỡ ghẻ, các anh biết cây mình cây lan mình thì không có lỡ ghẻ, nhưng mà nó có cái bệnh thúi đen và bệnh thắng thư đấy, và bệnh bạc lá. Cây lan mình đối với cây đan rô có bệnh bạc lá chứ không phải không. Tất nhiên là cái lá già nó bị bạc đi, tất nhiên là ở ngoài đầu nó vô, nó mất cái màu xanh. Thảo này thứ hai là bệnh thắng thư, là cái bệnh đốm đen, và tất nhiên những cái đốm vàng vàng đen ở trên lá. Và một cái bệnh nữa hồi nãy có các anh chị nào đưa tôi là cái bệnh đốm vàng, nó có cái lằn đen hủng xuống và nó quằn quèo như thế này. Hồi nãy có cái anh chị nào đưa cái mẫu lá đó là cái bệnh đó, thì chỉ ông nội này nha. Và nó phổ rộng cái gì, nếu mà hai chai các chị này pha, nó đặc trị về tháng thư và bệnh đốm vàng. Nhưng bây giờ cái bệnh tháng thư với lại cái bệnh hoàng mèo hồi nãy đó là cái bệnh đó là bệnh người ta có thể là gọi là bệnh móc xương, nhưng mà nó không phải móc xương đó, nhưng mà nó là cái bệnh đốm vàng. Thì cái thằng này nó nghiêng về nấm, cái thằng này nghiêng về vi khuẩn, nấm khác vi khuẩn khác nghe các chị đấy. Thì cái mùa này trong đêm thì cái độ ẩm tuy là nó không có cao giống như là mùa mưa vừa rồi, thấy không này, nhưng nó khô các chị, bởi vì ban đêm nó sẽ đổ lạnh, nó làm cho cái thịt mình khô và những tế bào mà có nước nó sẽ đông đặc lại, và vi khuẩn hay là nấm nó phát triển nhiều. Thì các anh chị mình nên phun cái cặp này nha. Đây nó có để là trị bệnh bạc lá, và nhất là cái bệnh mà lỡ ghẻ thì mình không có, nhưng mà cái bệnh mà thối đen nó có, cái bệnh thối đen và cái bệnh tháng tư. Thì bây giờ các anh chị thấy là cây mình có cái nào màu đen là nó, các anh chị trị thằng này. Còn cái nào mà có màu vàng là các anh chị trị thằng này. Giờ nói cho nó đơn giản, đen và vàng vậy thôi, xuất hiện ở trên cây các anh chị. Thì mỗi một hộp như thế này, một chai này thưa các anh chị là gần nửa lít, 450cc. Đúng rồi, 450cc. Thì hai thằng này pha chung. Thì bây giờ các anh chị nhớ là những cái thuốc bệnh mà các anh chị sử dụng vừa qua, bây giờ cây mình đã bắt đầu lên. Bây giờ các anh chị sử dụng phối, thì khi mà các anh chị sử dụng cái thuốc bệnh mà phối là không bao giờ lợi, vì hai cái gốc nó khác nhau à, đúng không? Mỗi lần là mình cứ trị cùng gốc, bây giờ là hai cái gốc nó khác nhau đấy, một thằng trong thằng ngoài, thằng âm thằng dương, thì nó sẽ không lợi. Cái này các anh chị có thể sử dụng theo quy trình dài dài luôn, và nó phổ rộng, nó ngừa được rất nhiều bệnh. Một thằng là về vi khuẩn virus, một thằng là về nấm. Vậy là một tuần ướng lành không cần anh 10 ngày. Nếu mà các anh thứ đơn thì tuần, nhưng mà anh phối mà hai nguồn gốc thuốc khác nhau mà 10 ngày hoặc là nửa tháng anh, là dường như là tôi muốn là từ nay các anh chị không lo về bệnh nữa. Nhưng mà muốn được như vậy thì các anh chị phải cần cho cái cây mình ngon lành từ rễ, từ gốc lên tới ngọn. Thế thì thằng này 1C, thằng này 1C cho 1 lít, chứ không phải mỗi thằng mỗi lít nha, hai thằng 30. Thằng 30 cái gì vậy? Ừ. Thì cái này nè thưa các chị, tôi tìm lâu lắm rồi, bị một lần mà hồi nó mới ra cái này nó có giới thiệu cho tôi, rồi sao nó tắt hàng luôn, bị ông nội này thuốc ở ngoài Hà Nội rồi. Mà cái thuốc này là của Nhật Bản đấy, rồi cái sao nó cắt luôn mà đưa phối vô rất hay. Và tôi bên Thái Lan tôi đã thấy cái cặp này, và cái này
nhưng mà chữ Thái không à, nhưng mà mình ngó cái gốc thuốc á, cái thành phần thì ok ok như chang, nhưng mà cái hiệu của nó thì chữ Thái chứ không phải nó để chữ ATVU như thế này. Đấy. Thì cái ATVU này nội là Anvin không đó, thì các chị thấy là bên cây cao su người ta trị cái bệnh mà bệnh phấn trắng đó các chị, bệnh phấn trắng tuyệt vời. Cây cao su ở ra lá non là cứ rụng thôi, rụng lá non, nhưng mà bên Lan mình thì không có, nhưng mà bệnh bạc lá thì có. À, đấy. Thì theo tôi thì các anh chị nhà vườn nên phủ cái cặp này.